Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và theo như gợi ý của một số bạn thì sau đây mình xin được phép review về sự khác biệt giữa Real VIP trước và sau update cùng với map Hoàng Lăng mở rộng. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Và điều đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy rõ nhất ở Real VIP sau update là ở góc nhìn thứ nhất, Real VIP trông rõ hơn rất nhiều so với Real VIP ở phiên bản hiện tại. Và hiệu ứng ánh sáng trông giống với Real VIP ở phiên bản PC rất là nhiều. Tốc độ delay chuyển đổi giữa vũ khí chính và Real VIP cũng nhanh hơn. Còn về tốc độ chém của Real, theo cảm nhận của mình thì không có gì thay đổi so với bản cũ là mấy. Và Real VIP mới sau khi update, khi di chuyển nó sẽ lắc lắc giống như phiên bản PC, các bạn có thể thấy Real lắc lắc trông rất là hay. Lắc 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 như phê cần đấy các bạn ạ. Và bây giờ thì mình sẽ quẩy tim địch một lúc. Và sau update Real VIP, các bạn có thể thấy là trông giống với phiên bản PC nhất. Rất là đẹp, hiệu ứng ánh sáng rất giống phiên bản PC. Tốc độ chém cũng tương tự như phiên bản cũ hiện tại thôi, nhưng ta có cảm giác là trông rất là fair hơn rất là nhiều. Mày nè. Khá là fair các bạn ạ. Real VIP rất là đẹp. Về cơ bản thì sau update Real VIP có những thay đổi như vậy thôi. Và tiếp theo ngay sau đây thì mình xin phép được review cho các bạn về map Hoàng Lăng mở rộng ở trong phiên bản update tiếp theo. Đầu tiên thì mình sẽ quay lại ở phiên bản hiện tại và cho các bạn xem ở map hiện tại. Và ở vị trí này các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ không có cửa để đi vào bên trong nhà trong như ở phiên bản CSPC. À, anh tơ, bình tĩnh anh tơ. Rồi xong rồi. Sắp mặt. Và ở đây cũng vậy, cũng không có cửa để đi vào bên nhà trong như phiên bản PC. Ở trên này cũng vậy, các bạn có thể thấy là sẽ không có lỗ thông đi ra đi vào. Thì chúng ta sẽ cùng lên sảnh chính nhé. Ở trên bàn thờ này thì khi nhìn xuống thì cũng không khác với phiên bản cũ hiện tại là mấy. Ở vị trí góc nhìn hầu như là chỉ có thay đổi ở phía bên trong nhà trong thôi các bạn ạ. Và đây là map Hoàng Lăng sau update. Đây là map Hoàng Lăng mở rộng, đã được mở rộng sau update. Và các bạn có thể thấy ở đây đó, chúng ta đã có cửa ra vào giống với phiên bản PC. Ở phiên bản cũ hiện tại thì sẽ không có các bạn nhé. Đây là phía bên trong. Rất là giống phiên bản PC đúng không các bạn nào? Đó, các thùng gỗ được các bạn có thể nhảy lên phía trên cao. Sau update thì có lẽ thay vì ở trên bàn thờ thì khu vực thủ dâm sẽ chuyển vào phía bên trong này. Đây là gần như là một nơi lý tưởng để thủ dâm các bạn ạ. Vâng, rất là giống phiên bản PC. Ô, có người vào này. Rất là giống. Rất là đẹp. Chúng ta cùng nhảy lên trên này một tí nhé. Rồi, có thơ rồi, thơ xuất hiện rồi. Chỗ này khá là khó nhảy các bạn ạ. Phía bên kia thì dễ nhảy hơn rất là nhiều. Đó, đây là tổng quan, rất là đẹp. Thêm một điều đặc biệt là Ryu Akachen sau khi update thì sẽ rất là đẹp các bạn nhé. Anh tơ, bình tĩnh anh tơ. Làm gì đây, làm gì đây. Làm
gì đây, làm gì đây? À, chạy 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 chạy. Gì hả? Làm gì? Định làm gì? Gì nè. Ôi trời. Mày hả bữa cho mày chết à, ấy thôi chỉ đi rồi xong rồi sắp mặt rồi. Ở đây lỗ thông gió các bạn ạ, lỗ thông gió đi ra phía nhà sau. Và sau update thì Akachen nó sẽ bóng bẫy và trông rất là đẹp hơn phiên bản cũ rất là nhiều. Nó sẽ được thay sơn lại nè, phủ lớp chrome, nó sẽ bóng loáng, giảm bớt hiệu ứng sáng, sẽ đẹp hơn, gần giống với phiên bản PC nhất. Akachen rất là đẹp, hầu như là tất cả các VIP sau khi update đều rất là đẹp. Tổng quan map Hào Lăng bên ngoài thì cũng tương tự như vậy thôi. Có điều đặc biệt nhất là map Hoàng Lăng sau khi update thì sẽ được mở rộng thêm phía bên trong nhà trong, một nơi thủ dâm rất là lý tưởng. Các bạn có thấy Akachen rất là đẹp đúng không nào? Rất là bóng. Vâng, rất là đẹp, rất là bóng loáng. Tôi thấy đó là bóng loáng, sáng bóng loáng, sáng bạc lên. Ở phiên bản hiện tại thì không có như vậy đâu. Vâng, Akachen thì rất là phê, crew VIP cũng vậy, rất là phê. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và share và subscribe channel mình nhé.